Sau khi bố trí xong tầng trệt, bây giờ chúng ta sẽ bố trí tầng 3. Các bạn có thể dùng lệnh tắt là LL. Và lưu ý, luôn phải kiểm tra xem là Preview Type các mặt bằng nào sẽ được tạo ra. Pick Lines, Offset nhập giá trị là 3,9 m. Muốn vẽ tầng cao thì chúng ta dê chuột check lên trên một chút và ngược lại sẽ vẽ được tầng hầm. Nhấp chuột vào tầng 4 này và đổi tên đi, đổi lại là tầng 3 thôi. Các bạn thi lại câu lệnh Level LL một lần nữa và chọn Pick Line. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra nhiều tầng cao cùng lúc. Tầng 5 này, à tầng 4 này, tầng 5, tầng 6, tầng 7, 8, 9, 10, 11, 12. Các bạn chọn vào tầng 12, Level 12 và đổi tên là Rooftop cho tôi ạ. Đây sẽ là tầng mái. Các bạn lưu ý, chọn lưới trục và kéo đường lưới dài hết bao phủ đến tầng cao mới nhất mà chúng ta vừa tạo ra. Như vậy, chúng ta đã tạo ra được 12 tầng cao, 12 mặt bằng làm việc tương ứng, mặt bằng sàn floor plans và ceiling plans, mặt bằng trần.